Hello và chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Và clip hôm nay mình lại tiếp tục xách ba lô và lên đường sunbot tìm barrel. Và theo như kinh nghiệm của rất nhiều bạn đã từng nhặt được barrel thì nên chơi rank thấp. Tại vì rank thấp thì bot nó sẽ xuất hiện nhiều và tỷ lệ bot mà có barrel nó sẽ cao hơn. Thì ok, hôm nay mình sẽ chơi solo đua. Tại vì rank đua mình thì đang rất là thấp. Tại vì mình ít khi mình chơi đua mà. Có một team bay vào này. Từ nha. Đây đúng không? Đi đâu đây? Rồi, nốc một này, bạn nó ngay ngoài đây luôn. Chạy đi đâu? Nó làm gì đây? Ngáo à? Ok. Để danh solo với lại danh squad thì mình cao lắm, nhưng mà đâm ra là mình không thể nào mình săn được. Còn chơi server khác thì anh em biết rồi, mình ở khu vực Asia mà mình chơi những cái server khác thì ping nó rất là cao, ping toàn trên trăm thôi, chơi nó không ổn định một chút nào. Nên đâm ra mình sẽ chơi solo đua đi. Săn những con boss và tìm cây súng mà các bạn đã yêu cầu rất là nhiều trong thời gian qua, mặc dù mình cũng làm hàng chục cái clip săn barrel rồi. Rồi, một con boss nữa này. Giết sạch toàn bộ boss để tìm barrel. À, một tên chạy vào. Ô, ông này là người à? Thao hồ kìa. Ô, tiếng chân đâu ấy nhở? À, con bot giết luôn rồi, xem con bot này có barrel không nhỉ. Bỏ đi đâu, trời ơi, mình là mình quý bạn nhất đấy. Mọi khi thì gặp bot mình hay né, nhưng mà lần này giết sạch, săn cây súng mình đang cần tìm không có rồi. Ông kia đang knock, không biết là bạn đâu. Ai đây? À, lại là bot anh em ạ. Tí nữa sang lục xác luôn. Ồ, P18C này. Đậu xanh hay là bắn luôn nhở? Trận này bắn P18C làm clip thử thách luôn. Mọi khi thì tìm để làm thử thách mà không thấy đâu. Thôi, trận này mình sẽ cầm P18C mình bắn luôn. Nếu như mà tìm được barrel thì mình bắn luôn. Barrel còn không thì làm luôn clip thử thách P18C top 1 luôn. Có băng đạn xịn lúc nãy mình vừa vứt xong này, quá đẹp. Đây rồi, biết ngay là con boss mà. Vẫn không chết à? Nào, có súng mới không? Barrel đâu? Ui, không có rồi. Sao danh thấp mà vẫn hiếm thế nhở? Đây đây, bắn nhau trước mặt này. Hình như là hai con boss bắn nhau hay sao ấy. À đâu? Ông kia chạy ra lúc đồ kìa. Hình như là người à? À. Ui, một tên ngay chỗ bờ tường này. Ui, người rồi anh em ạ. Té ngay. Đấy, biết ngay mà. Đứng đấy. Làm gì đây? Ô, vẫn không nốc kìa. Cây lục này đam nó hơi yếu. Rồi, vẫn đang còn bạn nó nữa kìa. Chạy đi đâu? À, chạy lại cứu này. Cứu này vẫn chưa chết. Nghe. Chắc đang hồi máu thôi, lên luôn. Này thì hồi máu này, đâu có ông nào cầm barrel không? Ui, ông này lắm scope to thế. Ông này giàu nha. Nhưng mà vẫn nó không có cây súng mà mình đang cần. Ô, có xe này. À, Bucky chạy vào bo. Chạy đi đâu đây? Chạy nhanh thế nhở? Hình như ông này có barrel anh em ạ. Liền giết luôn. Đậu xanh. Bây giờ đi săn mấy ông này tìm barrel, không đi lút dạo nữa. Đâu rồi? Không thể để mất dấu vết được. Thường là những cái ông mà chạy rất là nhanh là thường là hay có súng thính hoặc là súng hiếm. Không dừng trong khu nhà này à? Ồ, mất dấu vết rồi. Ui, có xe quát này. Xe này như là xe người đi ấy. À đây. Ô người. Rồi mình sẽ giết tên này. À thì ra là cái tên đi bắt ghi. Đây rồi. Xe dừng ngay đây. À. Cho mình xin cái barrel. Đây đúng không? Này thì có súng hiếm rồi chạy này. Mình xin. Không có à? Mình lại tưởng có barrel. Từ từ vào đây núp red zone đã. Rồi té vào bo luôn. Đậu xanh khu này. Sao nó nhiều red zone đấy nhở?
À, chắc là trận này mình bắn luôn P18C quá. Đi tìm sunbot nãy giờ không có một cây barrel luôn anh em ạ. Số mình đen hay sao ấy. Vậy mà sao nhiều anh em nhặt được barrel thế nhở? Trong khi thì mình muốn nhặt được một cây mà khó vãi. Ồ, xe đâu đây? Hello. Chạy mất rồi. À, nhử hàng à. Rồi bạn xong rồi. Thanh niên nhử hàng này. À, từ từ, tính là dừng lại bắn mình đấy. Làm gì đây? Ồ, mấy nóc à? Ủa bạn đâu mà sao lại đi một mình thế kia? Gạt luôn. Rồi. Ồ, đứng chân gần anh em ạ. Hình như là bạn nó phải chạy lên. Đây rồi, biết ngay mà. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. À, nhìn này. Ui. Sao cái này đam nó yếu thế nhở? Bắn mãi nó mới chết kìa. À, tiếng súng bên này luôn. Ok. Mình sẽ sang mình chơi với lại tên này. Tí nữa mình đi nhặt thính sau. Biết đâu mấy ông này lại có barrel. Đây rồi. Làm gì đây? Ui, hai tên à? Tôi xong tôi rồi. Lật xe rồi anh em ơi. Từ từ anh ơi. Trời ơi. Đốc một rồi. Từ từ. Ông này ngáo. Mẹ ông thần này ngáo vậy. Ok. Kiểm tra xác mấy ông này xem nào. Vâng, với ông này cũng không có một cây súng hiếm nào. Nè, đúng đèn. Đấy, biết ngay mà thính này bị nhặt rồi. Trời ơi. Vừa mới bắn nhau có một lúc thôi, vừa lại hồng thính phát là bị nhặt liền. Ông nào nhanh đấy. Một tên trên tóc nhà này này. Rồi, bắn mình rồi. Ui. Ăn một viên vào đầu luôn kìa. Cái mũ ba đang mới, đậu xanh. Ôi, còn một tên tầng 2 nữa kìa. Hình như team mà nhặt thính hay sao ấy, ông nào ông nấy đều mũ ba kìa. Căng vậy. Mình thay đổi địa điểm đề phòng nó quăng nết đây. Nhìn này. Ui. Yếu lắm rồi đấy. Từ từ. Bây giờ làm sao công được vào nhà tên này nhờ? Bây giờ một tên thủ trên nóc, một tên thủ tầng 2, khó vãi. Bây giờ nóc là một tên bằng bom là mình sẽ công lên luôn này. Không tới nơi ạ, đùa. Trời ơi, không dính một viên nào luôn. Mù mắt rồi. Khó thế, bây giờ làm sao được nhờ? Bây giờ mình cầm lục mà mình công lên thì cũng hơi liều, tại vì sợ hai ông này đều mũ ba giáp ba. Nào, cố gắng nào. Lần này thì nốc một tên này. Ôi, nhẹ rồi. Được rồi, mình sẽ quăng mấy quả smoke mình công lên luôn. Vẫn đang còn kê sau tường kìa. Lòi cả một cây súng luôn. Đấy. Ha ha, thêm một quả nữa này. Mù mắt anh em luôn. Rồi, đúng rồi. Ui, quả smoke mình quăng nó lọt kìa. Mẹ, lúc đấy quả bom nó lọt như thế có phải đẹp không? Ok. Bây giờ mình sẽ công lên thôi. Không thấy đường đâu. Ui, một tên nhảy xuống rồi. Yếu cực kỳ. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Mẹ, nó bắn còn tí chết này. Công nhận giáp 3 mũ 3 trâu thật đấy. Bắn một băng cây T18C này mới nốc được. Hơi căng. Đây, bạn nó vừa nhảy xuống cứu này. Đây, cho quả smoke nữa. Che khuất tầm nhìn này. Đặt sát bên trái này. Đâu rồi? Ui, bò đâu nhanh vậy? À, trong này. What? Không chết, đùa. Này thì trâu bò này, ok. Vậy là đã cần liên được team này rồi. Mẹ, đúng trâu luôn. Đấy, biết ngay mà ốp này. Toàn mũ 3 giáp 3 như này, thật sự bắn cây P18C này như không khác gì mỗi đốt inox luôn. Đây, mình sẽ lại cái tính này mình kiếm mũ 3 giáp 3 mới luôn.
Ok, thế này vẫn chưa có ai lốt. Wow, bắn nhau sau lưng mình kìa. Gắt đấy, thôi em té thôi. Này hơi căng. Silent, gần cực kỳ luôn. À, tên này bắn ngoài bo anh em ạ. Mình sẽ, đây, chỗ hòn đá này đẹp này. Dừng đây, mình chặn bo cái tên mini này luôn. Mini Silent. Đứng đâu đó bắn đấy nhở. Chắc là nằm đâu đó trước mặt mình, nhưng mà mình vẫn chưa nhìn ra được. Thôi không sao, đứng đây đợi thôi. Ngay mép bo như này làm sao chạy được vào bo đây. Ngồi đây mình chặn bo thì quá tuyệt vời rồi. Ôi, sao bây giờ yên ắng thế? Vâng, mình không thấy, không nghe thấy được cái tiếng mini nữa. Đấy, lại bắn nữa rồi. Nằm đâu đó bắn đi. Vâng, anh vẫn đang táp. Không biết anh táp ai nữa. Táp trên này hay là táp ở dưới kia nhỉ? Thôi, bây giờ công việc mình là đứng đây đợi thôi. Mẹ, còn bị tên nào bên kia bắn nữa kìa. Đậu xanh. Nó bắn súng gì ấy, hình như là VS. Đậu mẹ, không nghe thấy cái tiếng súng luôn. Ui, Mini Silent vừa táp giết được một tên nữa. Hay thế bạn ơi. Đúng tiếng VS rồi, đậu mẹ. Khó chịu thế nhở. À kìa, mình thấy có một tên đang đứng ở chỗ đầu góc đằng kia kìa. Vâng, anh đang nhìn ai ấy. May sao là không nhìn thấy mình. Mình đang bị cái tên ở trước mặt. Vâng, vẫn đang còn đứng nhìn kìa, không biết là nhìn ai luôn. À, kìa rồi. Thanh niên đứng ngay gốc cây, vừa chạy lại hòn đá rồi. Khó chịu thế nhở. Lúc này thì cự ly xa không bắn được. Ủa, tên kia đâu? Nãy mình vừa thấy đứng ngoài bo đang kê ai mà hình như chạy vào bo rồi. À, mà để ý tên chỗ đằng kia bây giờ mất dấu ông này luôn. Thôi, quăng sờ mốc, lên xe té vào bo. Cho chắc ăn. Ồ, tiếng chân, ở đây. Đâu rồi? Ui, chết luôn rồi. Bị tên nào nằm gần ấy giết hay sao ấy? Té luôn rồi, nguy hiểm quá. Trời ơi, bây giờ còn 5 người nữa thôi anh em ạ. Bo này 5 người, hơi căng đây. Mình giết cái tên hòn đá này trước đã này. Đây rồi. Ui, từ 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 từ, bình tĩnh bình tĩnh. Mẹ, không dính một viên nào luôn. Ui, mất mũ rồi. Vẫn là một tên nằm gần đấy nữa. Đùa chứ sao mẹ, danh đua thấp của mình thấp mà sao mẹ hôm nay bắn gắt vậy. Bắn bay luôn cả mũ ba rồi. Hỏng ơi, hỏng ơi, kiểu này mất mũ là hơi hơi căng đây. Mình sẽ lại hòm thính cũ lúc nãy mình kiếm cái mũ. Hòm thính cũ hình như là vẫn đang còn cái mũ ba hay sao ấy. Chứ thật sự mà không có mũ là cũng hơi căng ấy. Bây giờ liều thôi. Đây, mũ ba này biết ngay mà. Ui, mũ ba đang mới, mình xin. Té luôn. Tên kia đang nằm ngoài bo anh em ạ. Vào bo mình sẽ bắt cái tên này. Trời, cái bo sao nó trống vậy. À, quăng bom kìa. Rồi, lần này thì bạn chết chắc rồi. Úi trời. Mà không biết là khu nhà dưới này có ai không ấy chứ. Đứng đây cũng hơi nguy hiểm đấy. Không được. Tìm chỗ nào đẹp hơn. Đây. Dừng ngay đoạn sườn này đi. Dùng xe làm backup luôn. Tôi tung vào smoke cho chắc ăn anh em ạ. Đoạn này trống quá. Kìa rồi. Tên kia đang chạy vào bo này. Ai? Mẹ, sau lưng bắn mình nữa. Thôi khó rồi. Đậu mẹ. Nó nằm đâu đoạn này nó bắn mình ấy. Khó chịu thế nhở. Bo lại đúng ngoài đồng nữa chứ. Còn hai tên nữa cơ. Bây giờ sao được nhở. Ui, nó lại bắn nữa kìa.
À, thấy rồi nha, thanh niên ngồi ngay hòn đá này. Rồi vậy là bạn chết chắc rồi. Lên giết tên này luôn. Cái định mệnh còn một tên nằm ở dưới nữa. Mình quên, mình đang còn solo đua. Trời ơi, mình lại tưởng mình đang còn chơi solo cơ. Mẹ đã còn hai tên anh em ạ. Thì ra hai tên cuối là một team. Không thể tin được, trời ơi. Quá là đáng lòng. Mặc dù trận này không tìm được Barrow nhưng mà cầm P18C cần mấy team liền, nhưng mà rất đáng tiếc là lại top 2 mới nhọ chứ.